Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sáng nắng gián đoạn, mưa rào xuất hiện diện rộng sau buổi trưa, vài nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng trong cơn dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa dông ở Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối mưa dông, Trung Bộ nắng nóng đã chấm dứt, chiều tối nhiều nơi mưa rào. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.